Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với SCU, bản tin cập nhật tin tức nhanh có trong ngày. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong hôm nay nhé. Mới đây thì một đoạn clip khiến mọi người thích thú chia sẻ, khi mà trong lúc đợi đàn trai qua bê cháp nhà gái thì chú rể cùng với nhóm người bạn của mình đã nhảy vũ điệu nhà trai khiến cho nhiều người thích thú. Và ngay bây giờ hãy cùng với SCU chúng mình tìm hiểu nhé. Mới đây thì trên mạng xuất hiện clip dàn bê cháp đội nhà trai nhảy vũ điệu tấn công sang nhà gái sôi động trong đám cưới đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận thích thú từ cư dân mạng. Cụ thể thì trong video, chú rể cùng với 7 chàng trai B-Jab đã tạo ra một phong cách nhảy độc đáo. Nhìn video nhảy này thì ai cũng cảm thấy là hào hứng sôi động vô cùng. Đoạn clip nhanh chóng nhận về 4 triệu lượt xem cùng với hơn 300.000 lượt yêu thích. Được biết thì chú rể trong đám cưới này là Phan Thái Dương, sinh năm 1992 ở thành phố Hồ Chí Minh và cô dâu là Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh 1995 quê ở Vĩnh Long. Video này quay vào ngày 9 tháng 11 vừa qua tại nhà cô dâu tại thị trấn Tam Bình, Vĩnh Long. Phan Thái Bình, anh trai của chú rể, người trong đoạn clip cho biết trong lúc đợi đàn trai bê cháp qua nhà gái thì chú rể cùng với bạn bê mâm quả quay lại vài clip kỷ niệm cho nhau do cùng với bạn bè là thân lâu năm. Với bản tính của ai cũng vui vẻ và hài hước nên đã nghĩ ra vài điệu nhảy đơn giản để quay cùng nhau. Mình đã bày ra mấy điệu nhảy đấy cho các bạn nhìn theo và làm theo luôn tại chỗ đấy. Chủ yếu là thể hiện tinh thần đã sẵn sàng mang mâm cổ cưới hỏi sang nhà gái và rước cô dâu về dinh. Chia sẻ thêm về đám cưới thì anh Thái Bình cho biết cô dâu và chú rể quen nhau từ năm 2013. Trong một lần cô dâu theo anh trai sinh hoạt về hội sinh viên thì vô tình thấy lúc đó chú rể cũng tham gia trong nhóm ấy. Hai bạn đã cảm mến nhau và tình yêu bắt chớm nở từ đó. Và tụi mình là SCU, mà đừng quên like, share cũng đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.